Ây da. Nắp 2 nè các bạn. Wow. What the fuck. Tôi đang coi cái gì đây? Cái chiếc tắp cực gắt. Ê, quên. Cố đi. Anh bắt nắp 2 rồi. Mới lắp có lần đầu à. Có máu rồi mà. Cứ lưu đi. Wow. Dư. Các bạn thấy Nguyên bắn cây trên tam cực gắt không? Ờ chắc là để chủ nhật quá Ngọc ơi, Nguyên sợ là không có đủ thời gian á. Sợ không đủ thời gian nên là chắc để chủ nhật quá. Ok, có hai team. Một team ở trên cái nhà kia và team ở trên nhà này. Bay luôn từ cái mũ. Quá đáng, thiệt là quá đáng mà. Này. Không coi ai gái gì hết. Đâu biết. Đưa con nào. Nói đi, chưa có đưa. Có chừng á, tiền bạc để chổng á, có chừng á. Sáng giờ chưa đưa con gì hết. À, tiền gì. Thấy chạy rồi, chạy hướng SE nè các bạn. Nó chạy về hướng đúng rồi, SE. Một team á, nó cứu hết rồi. Thì tụi nó đang ở ngoài bo. Đấy. Mình cứ đứng trong nhà mình thủ thôi. 50 nữa kìa. Ừ. Ok, hướng 50 thì là cái hướng khác. Thôi, vô nhà ngủ. Ok, cái team nó bắn gắt á. Cẩn thận nha mọi người. Thì tụi nó ở ngoài bo, tụi nó chạy vô cái hướng 165 rồi. Nó chạy vô hướng 165. Có thính bên kia bên mình sẽ không lụm, tại vì bên mình giàu rồi. Ê, ê, có xe kìa. Đâu, xe nào, xe 165. 165 không? Ok, canh đi. Mét đi. Ê, kế nhà em có người luôn, Rồi vậy? À, dừng. Nó bắn em à. Ê, có người nha. Mày qua súng rồi. Chết chưa? Gần nhà mày chết chưa? Cái bên nhà chết rồi. Còn tụi đi xe chị chết. Cái thằng này hôm nay mới gặp mà. Chủ nhật chơi khoảng mấy giờ được anh ơi? Chủ nhật chắc mình sẽ chơi tầm 15 giờ chiều. Mình sẽ chơi livestream tới 15 giờ chiều 2k luôn. Từ lúc đó tới tối. Ok. Ở đây xem. Thấy rồi các bạn. Hả chúng ta. Ủa cái tụi đi xe. Cái tụi đi xe nãy giết chưa anh? Chưa rồi. Tụi xe hả? Tụi xe đâu biết đâu. Ờ nó kìa. Hai em ơi. Rồi có kêu rồi. Có kêu rồi. Mà 4 cấp 6. Trời ơi. Mừng vãi cả trường. Ok chỉ còn hướng trong nhà thôi các bạn ạ. Kêu tầm chết này vui lắm. Có chừng nha em. Hướng em còn á. Với lại có hai team trong nhà tụi nó đã bắn nhau nè. Rồi ok. Vậy là xác định rồi. Ủa, hứa em còn. Hứa em còn không? Mà sao nãy em bắn đó nó chết luôn á. Vì bắn nó chết luôn á. Tụi nó này có bắt khúc đó mà. Rồi chết đó. Ok, giờ còn hai team trong nhà thôi các bạn. Còn hai team trong nhà thôi. Mù mắt em rồi. Ok, chúng ta vô bo đi. Vô bo. Tụi nó ở cái góc nhà đẹp á. Góc nhà nó là cho bo á. Anh em mình gáy nhảy lên đi. Đứng ở đây tù lắm. À không, đứng ở đây nó có cái mỏm. 10 tỷ được, cũng được. Ở đây nó có cái mỏm cũng được. Bắn xong cho em bắn với. Tại sát gì anh. Hàng rào em ơi. Ok, hàng rào. Thấy rồi. Nhà xin vệ sinh á, chứ mày em á. Lo đầu ra. Mình quăng sống không mà đấu. Ê à, hàng rào em thấy rồi. Ờ, giết hết cả. Ok, còn một tiếng 4, Nhà vệ sinh bố. Nhà xin chạy ra rồi. Ê, thầy có bàn vậy. Em hay, ai hay. Wow, cái bồn đặt súng ác vậy, nó ném á. Mình tính. Hay quá. Ui hai thằng kinh quá.
còn một thằng nữa ở đây, thằng vào ấy, cẩn thận. Thằng okay. Xong ấy. Đâu, trên nhà. Thằng vào cho. Thôi. Phải hai. Bà rồi lên giờ. Đi ghê quá. Đi mặc quá. Ghê quá. Anh xài em chưa? Rồi xài em rồi. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Tao mà không kêu được. Cái chắc phải không kêu chứ. Hiện tại full slot mất tiêu rồi anh em ơi. Đang súng cùng xì bo rồi bé bè. Tầm 8 giờ là mình sẽ nghỉ livestream. 8 giờ mấy tăng? Để em coi. 8 rồi, giờ trận cuối. 8 giờ 12 kênh livestream sẽ tắt. Thì anh em mình đợi chút xíu nha, mình sẽ giao lưu với ba bạn này một trận cuối. Không rồi mình sẽ mời những bạn khác. Gãi đàn giao lưu danh, trời ơi anh em ơi, cái đàn này là đàn của gia đình. Nguyên không có biết đàn. Mình chỉ biết đàn piano hả? Anh em muốn nghe không? Đàn cho anh nghe ha. Cho mình chút xíu không? Xong cái trận này là mình sẽ còn ít thời gian để giao lưu với tất cả các bạn tiếp theo. Trong livestream sẽ tự động tắt vào lúc 8 giờ 14 phút. Anh em đang coi stream mà tắt cái giờ đó thì anh em không cả giúp mình là mình đang stream trên một cái phần mềm Xlit. Nó chỉ cho mình giới hạn stream là tầm 4 tiếng hơn. Qua 4 tiếng là nó sẽ tự động tắt. Tắt gì em? Nhảy đây mắc công em ngồi xem phim nữa. Sao à? Nhảy đi. Có trường bếp bê cover à. Ghê. Anh yên tâm. Anh của anh biết sư quay cái chào. Ok, ngày mai là mình sẽ nghỉ livestream một bữa thì hẹn gặp các bạn vào chủ nhật. Nhưng là mình sẽ livestream 2K bù luôn cho ngày hôm qua là ngày thứ bảy á. Các bạn nhớ đón xem nha, vào lúc 2 giờ chiều, chính xác là 2 giờ chiều luôn nha các bạn, chính xác là lúc 2 giờ chiều. Các bạn hãy on tầm giờ đó và đợi Nguyên Sugoi. Ồ, map này map ngày đêm rồi. Ừ, chắc vậy thôi. Đấy, mới lập được cái kiến. Night Vision đúng không? Không một ngon quá. Ủa
bạn gì cũng biết nữa hả? Sói già, mình đang đàn bằng cái phần mềm giả lập á, MV1 Piano á, các bạn nào mà muốn đàn được như mình thì tải cái phần mềm đó về, bảo đảm các bạn là sẽ đàn được, cho coi MV1 Piano. Cho bỏ một cái này lụm với cái kia, máu quan trọng mà. Chào Đạt Nguyễn 150cc. À anh ơi, quân sự mình biết bạn này, chào 195 đấy. Hello Đạt nha. Ok. Ôi mày không em. Mày em đâu ạ? Ở cái nhà tròn hướng 240 nhỉ. Đứng góc trường đó. Ok, anh thấy rồi. Đến qua cũ. Đứng im em. Ok, đúng mình rồi. Cần hai người cover, nó đứng ở ngay cái góc cái chủ á. Đối diện mình luôn nè. Mình sẽ cứu bạn chịu bê bê, em có máu cho em. Em có máu chưa? Đeo qua đây, cho nè. Quăng lại nha, quăng máu rồi đó. Làm chơi, giữa đường á. Em nhờ tôi đi. Ok. Có ông thằng nó cầm súng M4, súng càng auto, mình thì cầm M6A4. Nên lợi thế của nó là nó chắc mình thắng rất nhiều, mình cũng không có giáp nữa. Hai qua đây luôn đi, dễ cũng vậy. Ok, qua đây đi, qua đây hết đi. Đó lẻ có thằng à. Trên này em ơi. Theo anh, theo anh. Qua đi, qua đi. Có mình nó à? Có mình nó đi xe thôi mà. À tầm 10 giờ sáng, 12 giờ sáng thì Nguyên không biết nha. Nguyên nghĩ là không được. Tại vì là cái tầm giờ đó là Nguyên ngủ. Nguyên ngủ chưa dậy. Nguyên thật ngủ ghê lắm. Với lại Nguyên bị có thói quen thức khuya, bị quen giấc luôn rồi, không ngủ sớm được. Đây có anh em nào có cái gì có người hả? Dạ, nhà chiếc xe. Rồi ok, nhà chiếc xe. Rồi ok, anh em nào ở đây biết cái chức là ngủ sớm thì chỉ Nguyên nha. Giờ này ngủ sớm không được, quen giấc mẹ rồi. Chiếc xe hay anh tên ta? Oh shit. Wow, đâu vậy em? Ngắt vậy? Bị ca bắn vô đầu. Má, xong rồi các bạn. Ở bên đầu. Ở bên cái chỗ này quân sự nghèo quá, nghèo quá. Rồi mình đi qua bên đây thôi các bạn. Đi. Ôi, không phải nhà quân sự em ơi, gần mình luôn à? Trong nhà. Rồi trong nhà rồi. Bọc ra sao cái anten này chạy nè. Ôi, anh em đâu? Trời, Nguyên tưởng người công lên chúng mình chứ, Nguyên chết rồi. Nguyên nóng đụng thằng rồi nha, giết từ thằng luôn rồi đó. Ây da. Tiêu rồi. Ây da. Ây da. Hai anh em mình chơi game đây anh ơi. Nay có người xem phim lại vui rồi. Đeo tin bây giờ còn cầm thông tin mà đi bắn người ta luôn. Nó còn trong á, hồi nãy Nguyên nữa là bồ. Wow. Phòng có, cho phòng có, coi chừng. Đem bơm máu, uống nước kìa. Mà xong trường nó cũng không có máu luôn. Có quá rồi. Lăng mai di bộ. Bắn hộ cái. Không ngủ chưa, bọn ngựa bắt ve ai ngờ còn con chim sẻ. trong phòng á giờ ai yếu máu được trước đi, nó chưa xong luôn. Ai à,
Hay à. Tán đời này thì xem pin. Xem pin rồi. Bị gì vậy? Rồi ok. Cảm ơn ba bạn Trường và Hùng và Liên. Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Ba người có thể ủng hộ Nguyên bằng ba bước, đó là like, share, follow, bấm nút thông báo nha. Ok bye bye. Chúng ta sẽ gặp lại vào Chủ nhật nhé các bạn. Bye bye, see bye you bye again. Đâu rồi? Đây ba slot. Hurry up. Lại mọi người ơi. Mọi người hãy on game nghe tức. Bùi Chiến ơi, vô game đi em. Vô game đi. Em mời cho. Vô game mời cho. Đây rồi. Có ai nữa không? Mấy bạn này là lạ lắm nha. Mình sẽ mời luôn. Đây. Ơi em, ơi ơi. Anh biết vậy ai bắn vào bốn vào người anh không? Hử? Vậy em cùng chân anh mà. Vậy em cùng chân anh mà em bắn nốc. Vậy em cùng. Vậy em cùng chân anh em bắn chết à, em bắn lốc thường thôi à, bắn anh được mấy viên xong em hết đạn. À. Ok, mình cần một slot nè anh em vô lại em. Rồi ok. Mà Hùng vô tiếp nha. Hello everybody. Rồi Hùng sẽ bắn tiếp các bạn à. Hiện giờ không ai hết. Phở Sky nãy mình có mời Phở rồi mà Phở không vô được. Hồi nãy Phở bắn với mình rồi nên mình sẽ mời ngẫu nhiên. Thì ở đây nãy mình mời đó. Các bạn coi stream các bạn sẽ thấy. Ok vô game đã luôn các bạn à. Tầm 8 giờ 14 là kênh livestream sẽ tự động tắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Rồi giờ đang tiếp nha. Đang tiếp. Anh Trường. À anh Nguyên là vậy em đánh em định giết anh cơ nhưng mà em dạ. Em quay em bắn Trường. À ủa hồi nãy là em chơi chung trận với anh luôn hả? Quá thế. Và... Ủa vậy hả? Á đù. Chơi chung trận luôn kìa các bạn. Ủa vậy là hồi nãy anh giết em không? Anh không thấy anh tên. Không, em đã chết đâu. Ơi. Em phát ra mà. Ờ, anh không để ý, anh không để ý. Em vừa bắn em vừa chết. Anh không có để ý. Yeah ha. Ok. Em quát em bắn. Em xem chỗ bọn anh bắn em thấy Trường chạy công nhận và em bắn chết. Biết ai rồi thì bắn trúng Trường. Vãi. Ok. Hello số 3 Tony Dubai. Bài này là ở bên nước Mỹ các bạn ạ. À. Bài dạo lắm. Bài này có mấy cái bộ sưu tập bộ đồ rất là đẹp. Ok chúng ta sẽ nhảy bút cam đi. Bút cam nha. Lâu lâu làm dán cho máu. Một dán cho máu. Ok, tới khúc này mình sẽ đáp dù xuống luôn. Nhảy đúng thẳng ba chi luôn. Nhà, ủa nhảy ngay nhà chi luôn. Nó hơi lắc. Các bạn nào máy yếu thì cẩn thận nha. Bị mình bay trước đây các bạn. Được rồi, mình bay trước rồi. Mình bay trước rồi. Rồi, mình xuống trước rồi. Trước là ngon rồi, anh em lục súng rồi chơi. Trước rồi. Nhưng mà em máy em. Nó dưới kìa. Không có súng các bạn. What the hell? Ồ, vị 94 hả? What the hell? Ây da, cho chui em không? Hay quá. Ui, một thằng nẻ ấy không? Rồi, bắn em súng rồi. Bên nhà bên này có rồi, thật kho có rồi. Ok. Đây, bên này có enemies ahead. Ok, em thấy à. Có thằng chạy sang nhà anh ấy. Nóc rồi.
Ê, ra cho em có thằng vào nhà mình ấy. Dạ. Vào nhà mình ấy.